khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 của Lũ Dũng. Thưa quý vị, ngày 16, ngày thứ 6, 18 tháng 11 vừa qua, Bắc Hàn lại một lần nữa bắn hỏa tiễn. Mà lần này, Nhật phía Nhật cho rằng là họ bắn hỏa tiễn đạn đạn xuyên lục địa. Tức là nó gọi là ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Đó là theo Nhật, bắn qua bầu trời Nhật rớt xuống biển. Và phía bên Nhật cũng như nhiều nước khác cho biết là cái loại hỏa tiễn này của Bắc Hàn họ thử có thể bắn được tới bất kỳ nơi đâu ở lãnh thổ của Mỹ. Đó là cái lời họ nói đây. Một sự cảnh báo ghê gớm. Thì cái này bắn vào cái lúc mà thưa quý vị hơn 20 nhà lãnh đạo của các nước trong khối APEC đang họp ở Bangkok, thủ đô của Thái Lan. Thế là bà Kamala Harris trên màn hình quý vị thấy phó tổng thống Hoa Kỳ thay mặt ông Biden đi phó hội đã họp khẩn cấp với năm nước đồng minh của Mỹ ở trong vùng Thái Bình Dương. Đó là Nhật, Nam Hàn, Canada, Úc và New Zealand. Đó, phản đối. Và trong đây, bà Kamala Harris cho biết là Hoa Kỳ cũng như các nước đồng minh kêu gọi Bắc Hàn ngưng ngay những cái vụ bắn hỏa tiến bất hợp pháp những cái hành động mà làm bất ổn khu vực và thay mặt nước Mỹ tôi xác nhận là quyết tâm của chúng ta trong vùng châu Á Thái Bình Dương với các đồng minh là tìm cách ngăn chặn cái chuyện này. Và cùng với nhau các quốc gia này ở đây cho thấy chúng tôi tiếp tục yêu cầu Bắc Hàn phải dùng cái chính sách ngoại giao một cách nghiêm túc để mà giải quyết vấn đề. Đó thì thưa quý vị kết quả hỏa tiễn này Bên phía Nam Hàn cũng như bên Nhật Ước tính là có thể bay tới khoảng Một ngàn cây số Một ngàn cây số Đó là tối thiểu Và tối đa là có thể được tới 6 ngàn 100 cây số Đó Thế thì thưa quý vị Đây không phải lần đầu tiên Bắc Hàn Bắn hỏa tiễn Thử hỏa tiễn Hồi đầu tháng 11 này vào ngày 4 tháng 11 thì đúng hơn. Trong hai ngày liên tiếp, Bắc Hàn bắn gần 30 quả hạt tiễn đạn đạo. Gần 30 quả. Trước đó thì có cuộc tập trận quy mô của Mỹ và Nam Hàn. Có sự tham gia của hàng không mẫu hạm Ronald Reagan. Thì Bắc Hàn nó bảo đó, mấy anh mới tập trận và để mấy anh không âm mưu mấy anh lật đổ chính quyền tôi. Thì tôi phải bắn, tôi dọa mấy anh. Bắn bánh nam Hàn, hàng ông nhật bản đủ thứ hết rồi đổi lại thì mấy ông lại tiếp tục đó tập trận đưa máy bay f 35 lên để hù dọa lại bắc hàn vân 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 và người ta để ý trong năm nay tự nhiên bắc hàn bắn cái số lượng hỏa tiễn nhiều hơn mọi năm nhất là trong hai ngày bốn và năm 5, tây tháng 11 một bắn tổng cộng là 29 quả mà trong đó có một ngày bắn tới 25 quả thì bây giờ đó chuyện này chuyện rất xảy ra từ xưa nay là cứ lâu lâu bắn 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 người ta thắc mắc trong đầu là ông bắc hàn này làm cái ông cái nước nghèo một trong nước nghèo nhất trên thế giới bị cô lập bị cấm vận thế thì tiền đâu ra mà ông chế với hòa tiễn này và đặc biệt là phóng hòa tiễn nó tốn kém còn hơn cả chế cái hòa tiễn luôn Phải lập dàn phóng có những loại nhiên liệu đặc biệt thử tới thử lui và mỗi lần bắn như vậy là thử thì ví dụ như thử lần đầu nó bắn nó không chính xác bắn nó chạch mục tiêu độ 10 km lần sau tôi lại thử lại nữa dần dần là sao bắn trúng mục tiêu thì cứ mỗi lần thử vậy là mỗi lần tốn kém thế thì tiền là đâu ra à, đó là cái điểm chính của nói ngày hôm nay của bắc hàn thì trước hết đó các chuyên gia quân sự người ta Trước hết muốn biết là tiền đâu ra thì phải tính là cái chi phí của mỗi lần mà bắn thử như vậy là bao nhiêu. À. Thì thưa quý vị, khó lắm, khó biết lắm. Người ta chỉ biết một điều là Bắc Hàn đang phát triển cái loại vũ hỏa tiễn liên lục địa, đạn đạo liên lục địa, nó tên là Hoa Sông 17. Hoa Sông 17. Đó. Loại này cũng có thể bắn được nghĩa là lên trời luôn nghĩa là surface to air tức là đất đối không bắn được cả tầm ngắn tầm dài Đã. thế Đấy. bây giờ một cái lần thử cho hết bao nhiêu thì một cái nghiên cứu của red, red corporation ở california Rand corporation là một cái một cái tinh tanh một cái tổ chức bất vụ lợi, chuyên nghiên cứu các vấn đề chính trị quân sự trên thế giới rất nổi tiếng, Rand Corporation. Thì họ ước tính là một lần bắn như vậy đó, thì Bắc Hàn tốn một quả hỏa tiễn như vậy đó, bắn tốn có thể từ 2 tới 10 triệu đô la. Hoặc có thể thấp hơn, thấp thấp là cỡ 2 triệu, đắt là cỡ 10 triệu. Nhưng mà có thể thấp hơn đó bởi vì họ nói là cái công đó, cái lao động mình Bắc Hàn nó rẻ lắm nó không phải như nước khác nước khác bây giờ anh ta lập cái dàn uh, test này kia các thứ là uh, lương có khi phải bốn năm chục đô một giờ đúng không ở Bắc Hàn nhiều khi có mấy chục sen một giờ giá rẻ đó. thành ra có thể rẻ nhưng mà cũng Grand Corporation đó, thì họ ước tính đó, một cái người khác lại nói với đại Á Châu tự do họ bảo là có thể khoảng từ 2 đến 3 triệu đô la mỗi một lần. Nhưng mà nay, ngay cả như vậy ra một ngày bắn hơn hai chục trái hỏa tiễn đó Thì chính xác là lại cái ngày bắn nhiều nhất là 23 trái và 25 nãy cho nó lộn nó 23 thôi Là có thể tốn từ 50 triệu tới 75 triệu đô la một ngày Bắn 23 quả hỏa tiễn đó Tiền phóng rồi đó, phóng rồi đó Từ 50 triệu tới 75 triệu Đây là cái số tiền tương đương với số tiền mà Bắc Hàn dùng để nhập cảng gạo của Trung Quốc vào năm 2019 lúc mà Bắc Hàn bị một tình trạng là thiếu lương thực nhập gạo của Trung Quốc tốn khoảng 75 triệu mà bây giờ bắn như vậy trong một ngày á là thứ vị tương đương với tiền nhập khẩu gạo nhập cảng gạo một năm của Bắc Hàn thế chưa? đấy họ nói là 2019 là nhập cảng của Trung Quốc là khoảng 75 triệu đô la tiền gạo mà bây giờ bắn một ngày như vậy chứ còn giá cái giá từ 50 đến 75 triệu và mình tính giá tối đa thì đó là cái đó. trong khi đó thì một cái viện nghiên cứu khác của Nam Hàn gọi là Korea Defense Network ở Nam Hàn thì họ nói là không cách chi có thể biết được. nhất là cái vấn đề sản xuất ở bên Bắc Hàn cái giá nó khác lắm. họ nói là không có cách nào để chúng ta biết được uh, cái chi phí để mà sản xuất những cái phần mà trong cái giành phóng những Phần làm hỏa tiến vân 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 Bởi vì có thể Bắc Hàn tự làm được cái này Tự làm được Hoặc Có thể là nhờ Trung Quốc cho Trung Quốc viện trợ Cho những viện trợ free đó. Hoặc có thể bán với giá cực kỳ rẻ Đó Đó là những cái mà Cái viện nghiên cứu về quốc phòng của Nam Hàn Họ cho là như thế Một lần nữa Rand Corporation bảo là chúng ta không cách chi ta biết nhưng mà không cách chi biết không có nghĩa là không biết hết có thể người ta dự đoán được một số cái đúng không bởi Bắc hàng nghèo này họ bán nhiều như vậy thì chắc chắn là cái giá nó phải rẻ họ bán thoải mái như thế đúng không rồi một cái viện nghiên cứu khác của Bắc Hàn à của xin lỗi của Nam Hàn nó gọi là Korea Institute for Defense hồi nãy cái kia nó là Korea Defense Network của cái anh này nó là Korea Institute for Defense đó. Thì anh nói rằng là Tính ra anh tính ra tổng cộng từ thập niên 70 tới giờ đó, Nguyên cái chương trình mà hỏa tiễn, thử hỏa tiễn của Bắc Hàn Là khoảng 1.6 tỷ đô la 1.6 tỷ đô la từ thập niên 70 tới giờ Khoảng 50 năm 50 năm, đó, một nửa thế kỷ Nhưng một lần nữa người ta bảo rằng là cũng khó biết là bởi vì Bắc Hàn đâu báo cáo cái này đâu, đâu ai biết đâu, đâu thanh tra là vô đâu biết cái này bí mật quốc gia mà. À. Thì đó là mình nói về cái giá mà phóng hòa tiễn cũng như giàn phóng, chúng ta chỉ biết tương đối thôi, không thể nào biết hết được. Đó. Rồi bây giờ đó qua đến cái chuyện là ở đâu ra, hay không? Bây giờ cái đó, rồi bây giờ trong Bắc Hàn ngoài, ngoài những cái chuyện mà người ta viện trợ có thể có chuyện đó ví dụ Nga hoặc là Trung Quốc viện trợ bán lẻ nhưng Bắc Hàn cũng phải bỏ tiền ra thế tới tiền này ở đâu à, lấy những này ở đâu ra chứ không phải là mấy ông kiếm cho không hết tất cả đúng không Bắc Hàn cũng phải có một phần nào thế tiền này đâu ra xin quý đừng rời màn hình SCT chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin từ bạn. Quý vị mình cứ vẫn như màn hình SCT sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về câu chuyện Bắc Hàn ở đâu đã có tiền phương tiện bắn hỏa tiễn quá nhiều trong năm nay Đó. thì hồi nãy tôi đã trích dẫn quý vị một số viện nghiên cứu về vũ khí có uy tín trên thế giới họ đưa ra những con số và họ dự đoán Đó. giá rẻ này kia các thứ để bị bắn hỏa tiễn và có thể là Trung Quốc hỗ trợ hoặc là bán rẻ hoặc ông nga có thể là hỗ trợ bán rẻ đó là những gì chúng ta có thể thấy bề mặt bề nổi bây giờ bề chìm ở đâu ra à. thì chúng ta thấy là bắc hàn rõ ràng đang gặp khó khăn kinh tế mấy chục năm nay bị cô lập đặc biệt trong cái covid 19 họ có thế thảm nữa bởi vì các nước khác cũng bị làm gì bắc hàn cũng bị có điều chúng ta không có thông tin thôi bởi họ khép kín họ không cho thông tin ra ngoài nhưng mà rõ ràng chúng ta cũng không nghe không thấy những cái vụ biểu tình hoặc nổi dậy nô loạn ở tại bắc hàn hay là tình trạng thiếu lương thực mà nếu có thiếu ta không biết luôn nói chung là nó bí ẩn thế thì bây giờ bắc hàn mà bắn như vậy thì ở đâu ra họ có tiền thì một giả thiết mà cái viện mà Korea Institute for National Unification tức là một cái viện khác nữa của Nam Hàn cái viện nghiên cứu về vấn đề thống nhất Nam Hàn thì họ cho là như thế này cái chương trình mà hỏa tiễn cũng như chương trình nguyên tử của Bắc Hàn nó được coi là chương trình cực kỳ quan trọng không những để bảo vệ Bắc Hàn mà nó dùng nó làm ngoại giao và được ông Kim Jong Un tức lãnh tụ tối cao của Bắc Hàn kiểm soát trực tiếp chính vì như vậy các đơn vị quân đội mà nghiên cứu phát triển những loại vũ khí này được cấp ngân sách rất là thoải mái ông sẽ ưu tiên cấp ngân sách dân chết kệ đói kệ nhưng mà ví dụ bây giờ một ngàn bao gạo mà để mà thử cho hòa tiến cũng thử nữa, bởi vì họ cho nó là quan trọng ở đây chúng ta không nói tới cái chuyện là chê trách ông kim jong un ông có thể nhìn ô chết vài ngàn người không sao cả coi như là liệt sĩ luôn hiểu không mà mốt mà có thương binh liệt sĩ chúng tôi tưởng nhớ tất cả những người hy sinh cho nước là được, được được tưởng nhớ luôn nhưng phải có vũ khí để bảo vệ bắc hàng bảo vệ mặt quân sự về mặt ngoại giao luôn đó. thành ra đó là một lý do mà coi những ngân sách của nghiên cứu về hòa tiến gần như không giới hạn bởi vì nó được ưu tiên Nghe không? rồi chưa kể là họ có những cái cơ sở mà trước đây được Trung Quốc và Nga hỗ trợ từ cái thời chiến tranh lạnh còn họ vẫn có thể sử dụng được hoặc là họ cải tiến hay như thế nào đó chúng ta không biết và nó có thêm một cái nữa là gì là các khoa học gia của Bắc Hàn cái này là là quan trọng này như tôi nói nãy là ông Kim Jong sẽ coi cái này là quan trọng đúng không thành ra khi đó mà thử như vậy đó họ sẽ đạt được một số cái tiến bộ. Thì càng thử nhiều thì càng giỏi có đúng không? Đó. Mà cái này thưa quý vị là các chuyên gia Nam Hàn họ cũng bảo là đừng coi thường Bắc Hàn trong chuyện này, đừng coi thường. Là bởi vì sao? Hồi tháng 3 họ bắn có cái hòa tiễn vừa ra khỏi nòng vừa ra khỏi giàn phóng nó rớt. Kỳ này nó bay mà nó tách ra được cái giàn phóng rồi cũng bị rớt chứng tỏ là có sự tiến bộ và cứ mỗi lần về họ là học thêm được nữa thấy chưa đó là cái mà chính vì cái lý do đó mà ông Kim Jong Un sẽ cho thoải mái mà ngay cả cái chuyện đó cũng chưa chắc đủ à, Bắc Hàn lấy tiền đâu ra thì đây là cái quan trọng nữa lâu nay chúng ta vẫn nghe là Mỹ tố cáo Nam Hàn bán vũ khí bán những cái đầu đạn đại bác cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, Nga đánh đánh nhau Ukraine gần năm nay bây giờ cỡ 10 tháng rồi đúng không? Đạn nó phải tiêu hao chứ không đủ Thì ông nọ là ông mua cái máy bay không người lái của Iran Ông chối là không mua vũ khí của Bắc Hàn, Bắc Hàn bảo chúng tôi nó bán, nhưng mà làm sao biết được Thì đây có thể là cái nguồn tài chính mà Nga, cỡ nước Nga, cường hmm, quốc dư sức vượt qua Những cấm vận của Mỹ, nói cấm vận là thưa quý vị cấm vận là người ta nói cấm vận là để anh tôn trọng thôi còn thực sự anh không thể nào mà anh ngăn chặn được hết thế giới là mênh mông giống như chúng ta bảo là đi ra ngoài đường nó thấy đèn đỏ đừng có chạy nhưng mà ngó ra không thấy ai ban đêm chẳng ai cũng vẫn chạy ai kiểm soát được những cái cấm vận nó là gì đưa ra cho những người tuân thủ luật pháp nữa còn trên thực tế là không có cái gì mà không làm nữa và có những trường hợp có thể là trung quốc cũng bán lậu cho bắc hàn một số kỹ thuật luôn trung quốc và nga hỗ trợ bắc hàn trong chuyện này và bắc hàn sẵn sàng bán những thứ khác thậm chí chở dầu chở đầu luôn Tôi có nhớ cách đây mấy tháng nó xảy ra cái vụ là một cái tàu việt nam ở trong vịnh oman chở dầu lén cho bắc hàn bị bắt rồi vụ đó chìm luôn bắc hàn bị cấm bận như không mua dầu khó anh việt nam anh chở lén bắc hàn cũng chở lén những thứ khác cho việt nam và cho cả các nước khác cái thời mà đánh nhau cầm Bodia và việt nam bị cấm vận đó, là anh bắc hàn là cũng chở đồ lọng cho việt nam nhiều lắm biển mênh mông làm sao ai biết được tôi đi đâu ngủ, tôi đâu ngồi tôi cấm cờ bắc hàn tôi cấm cờ nước khác chứ đó. việt nam vậy tôi đi tôi đâu cấm cờ đỏ sao vàng chi tôi cấm cờ nước khác chứ hoặc tôi không cấm cờ à, các người sẽ bảo ơ không anh đi vậy ta biết thì tôi tắt máy định vị đi bố ai biết được có đúng không bởi vì anh mở máy định vị là để anh tự cứu anh tức là khi anh bị chìm cái gì đó là người ta biết anh đánh sos ta tới ta cứu anh liền tôi tắt đi thì bố ai biết là tôi đang ở đâu hả cứ theo ra đó thành ra người ta cũng nghi là có những cái nguồn nghĩa là chợ đen và như vậy nếu đúng cái này xảy ra thì chắc chắn là vi phạm lệnh cấm vận của mỹ và liên hợp quốc chuyện đó chuyện bình thường đâu phải mắc hành vi vi phạm không đâu thiếu gì nước vi phạm anh nhớ đánh nhau đánh nhau tới ngày lễ ngày đình chiến tạm thời đánh lễ ừ. Ừ, ừ, xong tới ngày đang lễ, đánh lễ đánh luôn không ai tin ai được hết á thành ra thưa quý vị cái cuộc chiến ở bên Ukraine cũng có thể đóng vai trò rất quan trọng trong cái chuyện mà tài trợ hòa tiến cái chương trình hòa tiến của Bắc Hàn à, Bắc Hàn tôi đó thì tôi nói nhưng tôi có tàu tôi chở dùng nhanh và tôi bán vũ khí cho anh vũ khí lúc này đó là có thể ông bắc hàn bán có giá nữa đó đổi lại anh không đưa tiền tôi sẽ đưa tôi những kỹ thuật để phát triển hòa tiễn mà những thứ đó thì nga đầy trung quốc đầy đó là một cái giả thiết mà những người phân tích người ta đưa ra như thế đó. rồi bây giờ khi bắc hàn làm như vậy bắn hòa tiễn với bắc hàn đạt được cái gì thì hồi nãy tôi nói là thứ nhất là về mặt kỹ thuật cứ thử 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 dần 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 và họ bây giờ trong tương lai có thể mang cả đầu đạn nguyên tử luôn không bắn làm sao mà thử được một cái bắn bắn hoài bắn giống như chúng ta định làm cái chuyện gì chúng ta làm không được chúng ta thử 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 giống như mình chế cái gì đó thử cái lần đầu cũng không được đó là xuống coi bị hư cái gì sửa lại cả cái thì bắc hàn đang làm công việc đó đó là thứ nhất về mặt kỹ thuật là họ đạt được đó nhưng mà về mặt ngoại giao hồi, à cái này mới quan trọng chúng ta có thấy lâu lâu bắc hàn bắn hòa tiễn bắn một đợt nhiều người nói đùa bảo là bắc hàn nhiều khi ông sợ người ta quên <laughs> ông sợ người ta quên à, ông bắn cho người ta biết cho thực ra không phải thường thường ta để ý nè những cái cuộc tập trận mà mỹ và ba nam hàn với nhật mà làm mạnh quá thì ông bắc hàn cho bắn ông bắn như vậy á chẳng phải là ông ham dọa gì đâu ông biết là mấy cái này chả có, chả có là làm cái gì hết đó ai ở đâu mà về giải phóng bắc hàn để làm cái gì mèo quá đấy chứ nhưng mà ông mượn cái cớ đóng bắn để lấy uy tín tạo uy tín cho ông kim jong un ở trong bắc hàn dân bắc hàn thấy ông này chịu trời quá cái thứ hai nữa là gì ha. chuẩn bị bầu cử tổng thống mỹ năm 2004 là bắc hàn sẽ phải bắn lai ra bắn ngoài để cho cái chính sách của mỹ với bắc hàn nó đừng có căng quá tại vì bắc hàn cũng lo chứ bây giờ tôi đã bị cấm vận rồi nhưng nếu anh căng cấm vận nữa mặc dù tôi vẫn lén lút nhưng mà nó mệt lắm thì tôi sẽ phải bắn cái này để tôi cho thấy là tôi có khả năng tiêu diệt anh để anh đừng có làm phiền tôi anh đừng có ép tôi nữa anh cấm vận tôi như đó là đủ rồi đó thành ra những cái này nó đều có thể là ít nhiều xuất phát từ cái ảnh hưởng bên mỹ bầu cử giữa kỳ vừa xong rồi bây giờ sắp sửa chuẩn bị là bầu cử tổng thống đúng không mà nhất là sau khi ông donald trump nói, ông tuyên bố ha sẽ đăng ứng cử tổng thống hai nghìn bốn ông kim jong un lại là bạn thân của ông trump đó hey. không biết có phải vì như vậy không chúng ta không biết nhưng mà sự kiện đó là có thật ông trump nói tôi anh lớp du men không? nó có thơ tình nữa Đấy không? chuyện này là có ông trump muốn thuê mà thì à. thế đó là siêu vị tại sao bắc hàn ở đâu ra họ tiền họ thử hoài và họ thử để làm cái gì đó là những gì tôi muốn trình bày quý vị trong chương trình hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị ở những sau